Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục làm cha mẹ ngày hôm nay sẽ là chủ đề cảnh báo những tai nạn trong phòng tắm dễ xảy ra với trẻ nhỏ. Nhiều cha mẹ tin rằng nhà là một nơi an toàn nhất đối với trẻ, cho nên đôi khi lại chủ quan và khiến cho trẻ dễ gặp nạn. Trong đó tai nạn phòng tắm là một trong những ẩn họa khiến cho cha mẹ rất là khó lường. Vậy thì những tai nạn đó là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Trong quan niệm của người Việt xưa kia thì nhà tắm là công trình phụ của mỗi ngôi nhà. Nhưng đừng vì thế mà bạn chủ quan khi bố trí cũng như sử dụng nhà tắm, vì rất có thể bạn sẽ gặp nguy hiểm như bị lây bệnh từ những vật dụng dùng chung, mất vệ sinh, để vật dụng chưa hợp lý. Ở trong nhà tắm ấy, là như các bạn đã biết ấy, môi trường nhà tắm là môi trường rất ẩm thấp, độ ẩm rất cao. Thế thì với cái điều kiện khí hậu môi trường ẩm thấp như vậy thì đầu tiên là vi nấm phát triển rất nhiều. Thứ hai nữa, chúng ta cũng phải nói đến là vấn đề là các cái loại tụ cầu, và một cái tác nhân thứ ba đó là E. coli. Thế nhưng mà những cái mà gây bệnh hàng đầu trong bệnh về da liễu thì vẫn phải nhắc đến đó là các loại vi nấm. Trong các căn nhà tắm có kết hợp cả toilet thì thường sử dụng rèm ngăn nước hoặc kính để tách không gian của bồn tắm riêng nhằm tránh cho nước tràn ra, bắn ra khu vực xung quanh. Đây là kiểu bố trí phổ biến trong các căn nhà hiện đại ở đô thị nước ta hiện nay. Một điều chúng ta cần chú ý là các loại vi khuẩn rất thích sinh sống ở những nơi tối tăm và ẩm ướt. Bởi vậy, bạn nên nhớ sau mỗi lần tắm, tốt nhất là hãy kéo rèm chắn nước ra và mở quạt thông gió để cho phòng tắm cũng như rèm chắn nước được khô thoáng. Theo thói quen khi sử dụng, một số người thường ấn nút xả nước ngay lúc vừa đứng lên, khi chưa đóng nắp bồn cầu. Thói quen mở nắp xả nước bồn cầu khiến vi khuẩn phát tán mạnh khắp nhà tắm và trên mọi vật để trong nhà tắm. Thực ra, thao tác này không đúng bởi vi khuẩn trong bồn cầu sẽ thừa cơ lan tỏa ra khắp không khí. Luồng khí xoáy trong bồn cầu có thể giúp vi khuẩn, vi sinh vật bay lên tới độ cao 6 mét trong không khí. Thời gian nó tồn tại trong không khí là khoảng vài tiếng đồng hồ. Vì vậy, việc cọ rửa bồn cầu thường xuyên là việc làm cần thiết, nhưng chưa đủ. Chúng ta cần đậy nắp bồn cầu mỗi khi xả nước nhằm giảm độ phát tán vi khuẩn. Giấy vệ sinh cũng thường dễ trở thành vật dụng lây bệnh tế nhị nhất. Cần bảo quản giấy vào trong hộp, tránh bị ẩm mốc. Độ ẩm và nhiệt độ trong nhà vệ sinh khá cao, nhất là trong trường hợp chúng ta đóng cửa nhà vệ sinh do sợ bị mùi, nguồn vi khuẩn nấm mốc từ đó có thể lây lan ra những không gian sống khác. Bởi vậy, những đồ hóa chất, tẩy rửa tốt nhất là nên đặt riêng ra một nơi khác, không để chung với các loại sữa tắm, sữa rửa mặt và các loại hóa chất dùng để tiếp xúc trực tiếp trên da. Để tránh những cái tác nhân mà gây cho các bệnh lây truyền qua những cái môi trường ẩm thấp ấy, thì chúng tôi khuyên là mình phải để cái vật dụng trong nhà tắm thì sau khi sử dụng xong thì chúng ta không để lâu ở trong nhà tắm mà chúng ta phải mang đi vệ sinh, ví dụ như giặt rũ hoặc là phơi phóng ở những cái môi trường nắng hoặc là nóng để tác nhân mà phát triển trong môi trường ẩm như vi nấm nó bị tiêu diệt. Rồi, các bạn. Cũng giống như căn bếp, nhà tắm, công trình vệ sinh cũng từ một vị trí phụ của các căn nhà phụ. Nhưng do vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường, yêu cầu tiện lợi, thẩm mỹ, đáp ứng được cuộc sống hiện đại mà nhà tắm đã nhanh chóng trở thành thành phần đặc biệt quan trọng trong ngôi nhà của người Việt hiện nay. Nó là phòng khách ngay cạnh chiếc giường nơi chúng ta nghỉ ngơi. Vì vậy, càng ngày, những không gian này càng được chú ý làm đẹp và giữ gìn vệ sinh tốt hơn. Khi đã được chú ý hơn thì chắc chắn những mối nguy hiểm tồn tại trong nhà tắm sẽ được mỗi người, mỗi gia đình đặc biệt quan tâm. Bởi đó là sự an toàn tính mạng, là sức khỏe của mỗi thành viên trong gia đình. Vừa rồi chúng ta theo dõi phóng sự thì cũng có thấy là trong nhà tắm thì có tiềm ẩn rất là nhiều những rủi ro. Và Phương Anh cũng có nói là đúng là hôm nay là các chuyên mục là dành cho Phương Anh hết, một người phụ nữ đã có con. Còn ở đây thì một người lười sinh, còn một người thì đang cũng chuẩn bị. Nhưng mà chuẩn bị chứ không gì nữa. Em chuẩn bị nãy giờ kiến thức quá trời thì ít nhất em chuẩn bị đúng không? Chị đâu biết cái thời gian đó là chừng nào. Hay là chị nói trúng là em định trong năm nay em cưới. Không ạ, không có đâu. Chúng ta tiếp tục chương trình chị kia.
Nhưng mà khi mà theo dõi cái chuyên mục vừa rồi thì thực ra là ở đây thì Quyên với lại Thúy chỉ có cái kinh nghiệm là chăm cháu của mình từ các em nhỏ trong nhà, thì cũng có thấy là trong cái nhà tắm là nơi mà đối với Quyên có ký ức là các em bé quậy lắm, quậy vô cùng tận. Mấy cái cuộn giấy vệ sinh là thôi xé tưng bừng khói lửa hết trơn, chứ không có phải là đợi cho nó tới bị ngấm nước hay là bị mốc đâu. Ngoài ra là cái gạch bây giờ mà mình xài đa số là gạch đá của nhà hiện đại là gạch đá mà nó trơn á. Cho nên cứ thế là các em lại còn thích một cái trò nữa, không biết mọi người có thấy không, là đổ nước xong rồi trượt ở trong nhà tắm. Có, những cái trải nghiệm đấy cũng nói chung là em trải qua mỗi một ngày. Không hiểu tại sao mà trẻ con rất là thích cái khu vực nhà tắm mà rất là thích nước, đứa nào cũng như thế. Mát mà em, rất là sướng mà, bởi vì hình như là bởi vì mình cứ cấm các bạn ấy đi vào trong khu vực nhà tắm, mà cấm càng nhiều thì các bạn ấy lại càng thích khám phá, bởi vì là chưa bao giờ được chơi đủ đã ở trong cái khu vực nhà tắm đó cả hay sao ấy. Với con em thì lúc nào em cũng phải canh, bởi vì nhà tắm thì ở ngay bên trong phòng ngủ, cho nên là lúc nào cũng phải đóng rất là kín cửa nhà tắm, mà lỡ mà chỉ cần quên mà không kéo lại sau khi mình đi vệ sinh xong, mình không đóng cửa lại ấy, là y như rằng một lúc sau không thấy con mình đâu cả, và đi vào đã thấy ngồi nghịch ở trong nhà tắm rồi, đã thấy mở hết vòi nước ra và vầy nước ở dưới đất rồi. Nhiều pha thực sự rất là thót tim, bởi vì là đúng ở trong nhà tắm thì có rất nhiều những cái rủi ro. Đầu tiên như chị Quyên nói là cái sàn thì rất là trơn trượt, nếu như các bạn ấy có vầy nước ra thì cực kỳ trơn. Các bạn ngồi xuống chơi thì không sao, nhỡ các bạn đứng để mà di cái chân ấy thì cái việc ngã này rất có thể khiến cho đầu đập xuống dưới đất, gáy đập xuống đất và gây ra rất nhiều những cái thương tích, những cái tai nạn. Thêm vào đấy nữa là có thể liên quan tới đuối nước, nghe thì có vẻ rất là xa xôi đúng không, nhưng mà rõ ràng là khi các bạn ấy nghịch nước ở trong đấy nhiều, các bạn ấy bị vô tình bị ngã, như con nhà em thì mới có 14-15 tháng tuổi thôi mà ngã vào trong bồn tắm thì chắc chắn rằng là bạn ấy sẽ không thể nào mà thoát ra được nếu như bạn ấy chót đổ đầy nước vào trong bồn tắm đó rồi. Thêm một cái nữa là các bạn ấy cũng rất là dễ bị những cái tai nạn liên quan tới những cái hóa chất trong phòng tắm. Thường thì phòng tắm mình sẽ có những cái dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng vân vân, và trẻ con thì hiếu động mà các bạn ấy rất thích nếm, rất thích thử cái vị giác màu sắc mỹ phẩm thì lại rất hấp dẫn mà rất là thơm nữa, nên rất nhiều bạn là thích cho vào trong miệng, và con em mấy lần định cho vào trong miệng là phải đánh vào tay ngay lập tức rồi đấy. Cho nên là mình cũng phải sẵn sàng những cái bí kíp, hoặc là những cái gọi là ngoài cái việc mình giữ cho con mình không vào trong nhà tắm một mình, thì cũng phải sẵn sàng những cái mẹo để mình sơ cấp cứu nếu như con thực sự có ăn phải những cái hóa chất hay những lúc cái đó là mẹ Phương Anh trở thành mẹ hổ đó. Em chưa bao giờ mà làm giá làm hổ với con, mà con em làm sao phải vía, nó không bao giờ sợ em ấy. Chị em có mắng nó cũng không sợ, nó chỉ có cười thôi, nó cười rất tươi và làm ra vẻ như mình là người vô tội, còn chỉ có sợ bố thôi. Em nghĩ rằng là những cái tiềm ẩn, những cái nguy cơ ở trong phòng tắm mà đến với con nhỏ, thực ra đến với người lớn chúng ta đôi khi cũng có rất là nhiều. Chứ đúng nha, đi cái dép không cẩn thận là cũng trơn cái tém mấy lần rồi. Đúng ạ, và xong rồi thì vòi hoa sen này, rồi thì những cái nước, ngay cả việc mà em nghĩ rằng là khi mà chúng ta mở nước lên thôi, nước nóng, nước lạnh thôi, chúng ta cũng có thể dễ bị bỏng nữa. Nữa là các đúng, con nhỏ đúng nếu như mà không để ý cho các con có thể mở vòi nước bất cứ lúc nào, và vô tình nếu như đó là mức nước nóng thì hoàn toàn có thể là gây bỏng cho con. Vậy nên mà chúng ta cũng sẽ hạn chế nhất cái việc là chúng ta không nên để con trẻ một mình ở trong phòng tắm và thiếu đi cái sự kiểm soát của chúng ta. Và có những cái công việc hay là có bất cứ một cái gọi là nếu như chúng ta đang bận việc hay quá là vướng gì đó thì cũng tuyệt đối không nên để bé ở một mình ở trong phòng tắm. Và bé rất là dễ gặp phải những cái tai nạn mà chúng ta không thể lường trước được. Và các bạn hãy nhớ rằng là chúng ta nên chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi tắm cho bé để không cần phải là chạy ra chạy vào quá nhiều để lấy đồ và tránh cái việc là để con ở một mình. Và tốt nhất là nếu được, quý vị khán giả hãy chuẩn bị cho bé chậu tắm riêng hoặc là một bồn tắm riêng phù hợp. Không nên cho bé sử dụng bồn tắm của người lớn nếu như con chưa thực sự là đủ lớn và đủ an tâm khi sử dụng. Với các bé lớn hơn thì mỗi lần cho các bé vào phòng tắm, các bố mẹ có thể dạy cho bé việc chủ động phòng chống tai nạn thương tích trong phòng tắm bằng việc là giải thích cho bé những công dụng của những thứ thông thường. Chẳng hạn như là xà phòng thì sẽ dùng để rửa tay, hay là những chất tẩy rửa thì sẽ dùng để giặt quần áo hay là vệ sinh bồn cầu. Tuyệt đối con sẽ không được chạm vào chúng hay là đưa chúng lên miệng, vân vân. Qua quá trình trò chuyện thì dần dần chúng ta sẽ có thể giúp cho bé tạo thành những cái thói quen và nhận biết được rằng là vật dụng nào để làm gì và cách sử dụng chúng ra sao để đảm bảo được cái độ an toàn cho trẻ, và cũng sẽ không thể dẫn tới được những cái tai nạn hoặc là những cái thương tích đáng tiếc cho trẻ. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn những cái nguy cơ cũng như là những cái tip hoặc là những cái bí kíp để chúng ta có thể cùng với con trẻ chúng ta giảm thiểu cái rủi ro ở trong phòng tắm, đúng không ạ? Ví dụ như là vừa nãy thì Phương Anh cũng có chia sẻ về cái chuyện là bé có thể bị ngạt nước và các
các cái đó thì chỉ có một cách duy nhất là nếu mà bé chưa nằm ở trong độ tuổi có ý thức được thì ba mẹ phải canh con thường xuyên thôi. Hai nữa là khi mà bé đã ở trong độ tuổi có ý thức thì chúng ta sẽ bắt đầu hướng dẫn các con và có những cái ví dụ minh họa. Quyên vẫn nhớ ngày xưa khi mà ngồi dẫn cùng với chị Hoài Anh thì chị kể về cái quá trình dạy con của chị mà để cho bé hiểu là cái độ cao nhà mình mà xuống đất á, nếu mà mình nghịch mà mình rơi xuống nó sẽ như thế nào. Chị thả một cái vật cho nó xuống và xuống dưới đất là thấy cái vật nó nát hết. Thì cái quả nó nát hết thì bé đó nó có cái hình dung để nó sợ. Thì đó cũng là một cái trong những cái cách để dạy mô phỏng giúp cho bé có thể kích hoạt được cái vùng não nỗi sợ của mình và bé sẽ hiểu được. Chẳng hạn như ở trong nhà tắm có một số cái nhà họ thiết kế là có những cái ổ điện để mà mình có thể sấy tóc nè, hoặc là mình cắm những cái máy mà để cho nó khử mùi ở trong nhà tắm đó. Nhưng mà đối với các bé thì Quyên thấy là tốt nhất là nếu mà có ổ điện á, đầu tiên các thiết bị điện nào mà đang được cắm mà mình đi ra khỏi nhà không có thời gian nhà trông bé mình rút hết ra. Sau đó ví dụ như là với kinh nghiệm của Quyên á, là bé rất là tò mò và đam mê cái ổ điện nha. Quyên không biết sao mà con nít nó thích ổ điện lắm luôn. Ngày xưa anh trai của Quyên cũng thích và ba đã phải làm một cái cách đó là ba bịt hết lại cái ổ điện. Nhưng mà sau đó ba thấy là anh mình vẫn có đam mê là chọt cho lòi ra cái lỗ đó để mà thò tay thử vô, thì ba mới đành có một quyết định là ba sẽ phải là một cái người mà cho bé trải nghiệm cái điện mà nó khi nó vô tay mình nó như thế nào. Thì khi mà trải nghiệm thấy tê tê rồi mới sợ, là từ đó thấy ổ điện bằng chết là mặt mày xanh lè xanh lét. Thì đó là một trong những cái cách, nhưng mà phải rất gan dạ mới dám làm. Còn không thì Quyên nghĩ là mình cố gắng là mình cách ly các thiết bị điện ra khỏi con, rồi không có thì mình bọc hết lại. Chứ trẻ con thì nó khám phá mà làm sao mà có thể mà để cho gọi trẻ là cản trở được, đúng không ạ? Khi những cái sự khám phá đó, những cái sự tò mò đó, em nghĩ rằng là với những bạn nhỏ mà khi mà các bạn ấy chưa, có thể là những bạn ấy chưa nói được này, hoặc là chưa thực sự là đủ lớn để có thể nhận biết được các cái đồ vật, hay là có thể phân biệt được đâu là cái mà chúng ta không nên dùng. Với những em bé, ví dụ như là bé nhà chị Phương Anh chẳng hạn, thì chắc chắn rồi là cần phải có cái sự gọi là có mặt 100% của phụ huynh ở bên cạnh. Ba chị là ngày xưa suốt ngày đem chị với anh trai chị dọa những cái gì nóng mà nó nguy hiểm là ba chị để tay rất là gần là mình cảm thấy nóng rồi. Trong cơ chế của con người, cái gen của mình nỗi sợ nó để lại chứ. Nên nó báo hiệu mình lần sau mình thấy mình sợ chết khiếp. Đâu có bao đời mà mình dám mó máy tới mấy cái chỗ đó nữa. Đúng, chúng ta vẫn hay nghĩ là trẻ con không biết gì, nhất là đối với trẻ ở cái độ tuổi gọi là 1-2 tuổi như con nhà em, mọi người nghĩ là không biết. Thật ra các bạn ấy có cái bản năng cũng rất là tốt. Và mình dạy và mình kiên trì thì các bạn ấy cũng sẽ hiểu tất cả những cái điều mà mình nói. Như là nhà em thì cũng hay có cái kiểu như là để tránh bạn ấy cứ thò tay vào nồi cơm thì mình sẽ cho bạn ấy sờ hơi nhẹ một chút vào cái phía ngoài của nồi cơm, bạn thấy nóng thì lần sau bạn ấy cũng sẽ không ở chạm vào nữa. Thì tất cả những cái đồ vật mà nguy hiểm thì mình cũng sẽ có cái cách ứng dụng tương tự. Và em vẫn còn nhớ một cái việc nó cũng liên quan tới tai nạn ở trong nhà tắm. Đấy là cái hồi mà em trai của em lúc đó cũng chỉ có chưa được đầy 3 tuổi thôi, bắt đầu biết nói. Và bạn ấy chạy vào trong nhà tắm và bạn ấy đóng sập cái cửa nhà tắm lại. Bạn đóng sập cửa nhà tắm, mà cửa nhà tắm nhà em thì lại bằng gỗ rất là nặng và rất là chắc, chứ không phải là như là các khu chung cư là sẽ dùng cửa nhựa đâu. Thì nó còn đơn giản, đây là cửa bằng gỗ. Và bạn ấy trong cái lúc mà bối rối quá, bạn còn khóa luôn cả cái chốt cửa vào. Và lúc đó là 10 giờ đêm rồi. Lúc đó thì bố mẹ em, thực sự là cả nhà em rất là hoảng hốt. Và bản thân thì bạn ấy khóc, cũng khóc rất là dữ ở trong nhà tắm, vì bạn ấy không biết làm thế nào đi ra ngoài được. Cái khóa của nhà em nó đặc biệt là nếu như đã chốt ở bên trong thì bên ngoài sẽ không dùng chìa khóa để có thể mở được. Đó, thế là cái cửa thì nặng như vậy và bố em nghĩ việc là sẽ phá cửa. Nhưng nếu phá cửa lỡ may bạn ấy đứng ở ngay sau cái cửa thì cái cửa nặng như vậy sẽ có thể đè và khiến cho bạn ấy cũng sẽ bị tai nạn. Và cái lúc đó thì cũng rất may là bạn ở độ tuổi gần 3 tuổi, tức là bạn cũng có thể nghe, hiểu và làm theo cái hiệu lệnh của người lớn. Thì bạn em vẫn nhớ mãi cái câu bạn nói rằng là: ba ơi, ba hóa thành siêu nhân để bay vào đây cứu con đi. Nghe vừa buồn cười mà vừa thương và xót kinh khủng khiếp á. Cả nhà đứng ngoài không biết làm thế nào cả. Cuối cùng thì rất là may là hướng dẫn bạn ấy từ từ. Vì trước khi mà bạn ấy có cái vụ tai nạn đó xảy ra thì mình cũng đã từng một vài lần hướng dẫn bạn ấy cách để mở chốt và khóa chốt rồi. Thì lúc đó thì phải cố gắng dỗ trấn an bạn ấy: đây ba chuẩn bị vào đây thì con cứ bình tĩnh, con đừng khóc nữa và con sẽ cố gắng làm theo những cái gì mà là trước ba con mình đã từng chơi với nhau. Xoay bên này không được thì mình xoay sang bên kia, và dần dần cứ như vậy phải mất đến gần 1 tiếng đồng hồ thì cả nhà bắt đầu mới bình tĩnh và bạn ấy mới có thể mở được. Và đến một cái tai nạn rất là đáng nhớ. Và qua cái vụ đấy thì đến bây giờ khi mà em có con rồi thì không biết là có hay là bà mẹ nào cũng như vậy thì em không biết, nhưng mà nhìn đâu mình cũng thấy những cái nguy cơ mà con mình có thể gặp phải nếu như mà lỡ may mình không chú ý. Cho nên thôi, tốt nhất thì cái điều đầu tiên mà các bậc phụ huynh cũng lưu ý rằng là mình hết sức chú ý đến con cái của mình. Bởi vì một cái sự thật rất là đau lòng là hầu hết những cái tai nạn thương tích của con trẻ thì gần như là đều xảy ra trong chính cái gia đình hoặc là nơi mà các con sinh sống sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra thì ở trong nhà vệ sinh là nơi mà mình sẽ lắp rất là nhiều kệ, đúng không? Và bồn mà trẻ có thể va đầu vào đó, thì không biết là nhà Phương Anh đã làm như thế nào để giảm thiểu cái tình trạng là trẻ va đầu vào những cái kệ hay là bồn tắm.
Nhà em thì được cái là tất cả những cái kệ đó thì nhà em đều để ở trên cao, tức là để kệ ở mình để những cái đồ như là đồ hóa chất á. Thì ngay từ khi có con là mình sẽ xác định là mình sẽ không bao giờ để bất kỳ một hóa chất nào, kể cả những cái đồ tẩy rửa ở phía dưới nền của cái sàn gạch đó, mà luôn luôn mình phải để lên kệ trên cao và qua cái tầm với của trẻ. Còn đối với những cái bồn cầu hay là những cái gọi là cái bồn cái bàn của lavabo, là cái bồn rửa mặt á, thì là bình thường mọi người hay làm hình chữ nhật là sẽ có những cái góc cạnh nhọn. Đúng rồi. Và em sẽ thường phải mua một cái miếng cao su, bây giờ họ bán rất là nhiều ở trên mạng á, miếng cao su để bọc lót. Mình sẽ lót vào những cái góc cạnh nhọn đó để nếu như con có lỡ may va đầu vào thì cái khả năng mà chấn thương cũng như tai nạn của con sẽ giảm đi rất là nhiều. Đó cũng là một trong những cách mà mọi người phải để ý, không thì chúng ta sẽ phải lựa chọn là mình thay cái bồn rửa mặt á, hoặc là những cái bồn mà nó có bo hình tròn. Nó bo tròn lại cái góc thì, đúng rồi cái góc thì nó sẽ phù hợp hơn với trẻ. Và đối với Quyên mà khi mà thấy có trẻ nhỏ ở trong nhà, là trong cái nhà tắm ha, Quyên mà thấy ai bừa gì là Quyên dẹp đi hết, dẹp đi tất tần tật, tại vì mình thấy là mình giữ một đứa trẻ nó cực quá trời đất đi, mà nó vô mà nó quậy nữa là mình không có biết đường luôn. Nó tay bên phải nó lụm mà mình cầm tay bên phải nó, là mình đã thấy tay bên trái nó có một thứ rất nhanh, bàn tay vô cùng nhanh, mà nhanh hơn cả người lớn. Tức là em chỉ quay ngang quay dọc chỉ khoảng vài giây thôi đã không thấy bạn ấy đâu, và bạn đã sẵn sàng cầm một cái gì đấy rất là hay ho rồi. Cho nên là ở trong nhà tắm, ngoài chuyện là mình để những cái loại hóa mỹ phẩm nè, hay là những cái vật dụng mà nó có gây ảnh hưởng nguy cơ tới các em nhỏ, mình phải để xa cái tầm tay của các em. Chưa kể là nếu mà các em đó bắt đầu có những trẻ tinh nghịch đó, lấy luôn cái ghế vác vào cái phòng tắm để lấy cái thứ mà trẻ thích. Cho nên quý vị phải thấy là những cái gì mà không gây hại được bỏ ra khỏi cái phòng tắm luôn. Dao cạo râu, dao làm, giấu hết đi quý vị. Và trẻ con thích những cái không hay thiết kế những cái hệ tủ á. Đúng rồi. Hệ tủ kín để đồ vào trong đó, chứ không để ở ngoài lộ thiên, để các con cũng tránh nhìn thấy và tránh gây ra cái sự tò mò cho các bé. Mọi người đó không có là giấu hết luôn. Mà trẻ con thích những cái mà nó bằng thanh, đúng không? Chẳng hạn cái đũa nè, hay cái bút nè, và cái bằng chải nó có cái đầu nhọn nhọn, là mình cũng phải mua cái bằng chải nó tròn và để tránh gây thương tổn cho con. Thì đó là những kinh nghiệm mà bản thân Quyên có. Còn không biết là Phương Anh với Thúy thì có muốn bổ sung gì thêm không? Em nghĩ rằng là những cái mà hai chị vừa mới chia sẻ thì chắc là những cái rất là cơ bản rồi, mà thường các bậc phụ huynh cũng sẽ để ý rất là nhiều. Và em vẫn nghĩ rằng là cái quan trọng và cốt yếu nhất thôi, đó là hãy để con ở trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu như mà chúng ta chưa thực sự là rất là yên tâm khi mà con có thể ở một mình ở trong phòng tắm, thì chúng ta nên hạn chế cái khoảng thời gian đó, và hãy dạy cho con những cái kỹ năng cần thiết, những cái sự gọi là những kiến thức cần thiết để con biết được rằng là đâu là những cái có thể gây nên nguy hiểm cho mình, và đâu là những cái mà con có thể được sử dụng hoặc là có thể được chơi cùng với nó khi mà ở trong phòng tắm. Ví dụ như là những cái đồ chơi hoặc là những chiếc khăn mặt vân vân, thì con có thể là cùng với nó khi mà lúc tắm thôi. Còn đâu là những cái khác là nếu như con đã không được động vào, thì là trong lúc không có phụ huynh, không có bố mẹ thì cũng tuyệt đối không được động vào. Tôi nghĩ rằng là như vậy. Và hy vọng rằng là với những thông tin vừa rồi thì quý vị khán giả chúng ta cũng sẽ có nhiều hơn nữa những cái sự tham khảo, những cái gợi ý để giúp cho việc là chúng ta cùng với con những cái khoảng thời gian ở nhà, và đặc biệt là những cái khoảng thời gian mà chúng ta dùng để việc vệ sinh cá nhân, cũng như là giúp cho con trẻ có được một cái khoảng thời gian an toàn thật sự ở trong phòng tắm, và giảm thiểu đến mức tối đa những cái rủi ro mà có thể mang lại những tai nạn cho con trẻ.